Kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản kính chào toàn thể quý anh chị. Bên em chuyên tất cả các bất động sản, đất nền, nhà phố, biệt thự, kho xưởng vân vân ở tại thị trường thành phố Di An, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Video mới này em Hải sẽ ghi hình và chia sẻ tới anh chị mình một căn nhà, một trệt 2 tầng lầu nằm trong khu dân cư Đồng Bộ. Đây là khu dân cư Hoàng Nam 5 quý anh chị nha, tại phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Những anh chị nào mà mình thích ở những khu nhà đồng bộ như thế này thì đây là một sự lựa chọn quý anh chị nha. Những khu nhà đồng bộ này thì nó có một cái hay là tất cả các ngôi nhà ở đây đều xây giống nhau, đều xây từ chủ đầu tư nên là chất lượng thì quý anh chị mình yên tâm. Và tất cả đều được hoàn công, sổ hồng. Tất cả đều có sổ hết nha quý chị nha. Sổ hồng luôn nha, sổ hồng hoàn công. Mình có thể công chứng ngay, chuyển nhượng luôn, sang tên luôn đều được. Và có hỗ trợ ngân hàng thoải mái. Khu này thì nó rất là gần với đường liên huyện quý chị. Nó phía trước, nó là mặt tiền đường liên huyện phía trước đó quý chị ha. Đó. Chỗ này ra vòng xoay An Phú thì nó tầm khoảng 800m anh chị nha. Đấy. Xung quanh đây thì nó có thể gần chợ Đông Đô. Nếu mà ra chợ Đông Đô thì tầm khoảng 300m. Đấy. Căn nhà hôm nay em gửi tới anh chị mình là một căn nhà nằm trên đường trục chính. Đường này là đẹp nhất trong khu dự án quý chị nha. Đây căn nhà này này quý chị này. Đó. Căn đang bật điện đây. Nhà này đã hoàn thiện, hoàn công. Mình mua thì mình việc vào ở nữa thôi quý chị nha. Đấy, nhà đã được hoàn thiện hết rồi. Ở đây thì chủ đầu tư sẽ giao thô. Nhưng mà căn này thì đã được hoàn thiện mới. Đấy. Hôm nay em sẽ ghi hình để cho anh chị mình tham khảo. Vỉa hè nhà mình là 4m quý anh chị nha. Đường trục chính nên vỉa hè rất là rộng. Nhà của mình 63m thổ cư hết, ngang 4 và dài 16 anh chị. Hướng Tây Bắc quý anh chị nha. Nên là anh chị nào mà Tây Tứ Mệnh, Tây Tứ Trạch thì sẽ rất là hợp với căn nhà này. Đấy. Ở phía ngoài thì có một lớp cửa cuốn này. Đây khu vực phòng khách nhà mình quý anh chị nha. Nhà mình được ưu tiên là màu sáng, màu trắng quý anh chị. Rất là sáng. Căn này nằm trên đường trục chính quý anh chị nha, nên là mình có thể kinh doanh buôn bán được luôn và ở cũng rất là thuận tiện. Trên đường trục chính thì nó vẫn luôn đẹp hơn so với các trục đường khác. Đây khu vực phòng khách nhà mình. Một trệt 2 tầng lầu và đúc 3 tấm xây mới hết quý anh chị nha và được hoàn thiện luôn rồi ha. Ở đây là khu vực bếp của nhà mình. Đẹp. Nội thất bếp nhà mình với cái tủ đó là làm bằng gỗ sồi Nga quý anh chị nha. Khu vực bếp cũng tương đối là rộng đấy quý anh chị ha. Đấy, sau này là sẽ là nhà vệ sinh. Ở phía sau có lối thoát hiểm quý anh chị nha. Đây sau này có lối thoát hiểm 2m này. Đây sau này. Nhà vệ sinh ở phía dưới đây quý anh chị ơi. Đó ha. Giá bán cho căn nhà này quý anh chị 4 tỷ 650 triệu giá thương lượng. Anh chị mình quan tâm thì alo ngay cho em Hải để mình cùng đàm phán giá với chính chủ nhà. Giá này là giá của chủ nhà quý anh chị nha. Anh chị nào thích thì mình có thể gặp trực tiếp chủ để đàm phán ha. Hoặc ngoài ra có thể liên hệ trực tiếp cho em Hải để mình đàm phán giá ha. Thuận mua vừa bán anh chị ơi. Em đang di chuyển lên lầu 1 để cho anh chị mình tham khảo căn nhà này. Nhà mình có 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 nhà ăn. Ở trên lầu 1 thì sẽ có 2 phòng ngủ với 2 nhà vệ sinh ở bên trong. Đây. Có nhà vệ sinh bên trong. Đây là phòng ngủ phía sau của căn nhà. Phòng ngủ phía sau anh chị nha. Đấy. Phòng ngủ vậy là cũng tương đối rộng. Trên trần đóng thạch cao và sử dụng đèn led ha. Mấy cửa này đều làm bằng gỗ sồi hết nha quý chị nha. Rồi phòng ngủ phía trước. Phía trước tiếp tục là một phòng ngủ nữa và có một nhà vệ sinh bên trong luôn. Vậy là tổng kết lầu 1 của nhà mình sẽ có 2 phòng ngủ với 2 nhà vệ sinh bên trong, rất là thuận tiện ha. Đấy. Những anh chị nào mà mình đang có nhu cầu tìm nhà đất tại khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh thì liên hệ ngay cho em Hải, em sẽ hỗ trợ anh chị mình. Bên em có rất là nhiều sản phẩm. Rồi, đây là hai nhà mình anh chị. Phòng ngủ ở phía sau vẫn có nhà vệ sinh bên trong.
Vậy là nhà mình sẽ có 3 phòng ngủ với 3 nhà vệ sinh ở bên trong. Tất cả đều có đi ống đồng sẵn để mình lắp máy lạnh ha. Đấy. Có cửa sổ hết nha, rất là thoáng anh chị nha. Phía trước này tiếp tục là một phòng ngủ hoặc có thể là phòng thờ. Nếu chỗ này làm phòng ngủ thì nhà mình sẽ có 4 phòng ngủ. Còn nếu mà làm phòng thờ thì 3 phòng ngủ và 1 phòng thờ anh chị nhé. Đấy. Có cái ban công nhỏ nhỏ. Căn này em xin báo giá lại 4 tỷ 650 triệu thương lượng. Giá thương lượng anh chị nhé. Đấy. Nằm trên đường trục chính của khu dân cư Hoàng Nam 5. Rồi, em xin chào quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị mình trong các video mới ạ.